làm cho rượu cho nên trên làm cho rượu nó lên demo. Ủa hai chai rượu ở đâu ta? Không, chị đâu có đi đâu. Không, chân chắc mai nó đỡ à, bớt đau rồi. Sáng dậy nó đau thôi. Tối chị ngủ được không? Tối ngủ được nhưng mà gần sáng thì nó nhức. Thôi làm gì đến nỗi, nó sưng lên thì mới sợ chứ. Nhưng hôm qua nó bị thương, nó đau vậy chứ, nó có bị gì đâu. Đi chơi sóng gió. Lấy cái đồ lao quê chị cái mặt này. Mà may hôm qua đeo khẩu trang được băng được. Không thấy mới lạ luôn á. Té trước mặt người ta luôn. Một bàn nguyên, một bàn nguyên ngồi ở đấy luôn mà. Đấy trước mặt nó luôn. Té xong chị đứng dậy liền mà. Ai cũng thấy hết đấy. Thì tại đi gô ca mới té đây. Nó thiệt luôn. Chị ăn gầy có mình chị ăn mập mà. Công viên nào mà chạy? Bắt Grab ra gia đình chạy bộ xong bắt Grab về. Chị có xác bình cho nó chưa? Như khi đang quay thì nó ngoẹo phát. Cục muốn ra thì chưa ra.
là đẹp. Chưa mà. Chị hàng xóm nhà mình âm tính chưa ta? Chắc là tới chữa tại nhà. Da còn yếu mà. Quanh miệng đúng không? Hay nó lên rồi chỗ nào? Cái cảm của em đó. Bà con cay không bà? Giống mẹ chị thì mới chịu rồi. Cái gì? Hết nước rồi. Thì nó hết nước, nó xài nhiều quá thì nó hết nước. Phải gửi sang cho ông kia thay nước à? Không thay nữa. Chạy máy mới đi. Chuẩn bị như vừa cơm. Vừa dơ nách vừa chạy dưỡng chất. Thì cho máy đây nó đâu có nhẹ đâu. Mua chứ. Mua rẻ thôi. Bạn thì đang nằm chịu đau đớn khôn nguôi ngồi cười. Bạn tốt đi, mình nghỉ chơi nó nha em. Mình nghỉ chơi nó, ai chở đi à? Không biết chạy xe hay không? À biết chứ. Dù đi chung cho vui thôi hả? Dạ. Thì không có tác dụng gì đúng không? Vui đó má. Có không được, không có không sao đúng không?
Con cái thai nó này trời. Da tay đẹp kìa. Chậm vía, chậm vía. Cái bàn tay nha, nhìn dưới tay nó một từng vật tượng tạ hay không á. Ừ. Bàn tay dưới chắc. Ừ. Sao kỳ vậy? Hiếu. Dạ. Sao cái da của em với cái da này nó khác nhau vậy? Dạ, không biết nữa. Nó dậy xui dở hả? Dạ. Cái này nó phải ngược lại chứ nhỉ? Tay đẹp gì? Không biết, không biết. Đâu đi khách chuyển 300. Được chưa? Người gì đâu chậm hiểu dữ trời. Quy nhảy số lên. Nào nó không thể nhăn được nữa rồi. Nhăn mà nó. Chuẩn bị thành người cái gì bị đau à? Ừ, thôi ạ à, bớt. Chị quê hơi giống mẹ chị rồi thôi chứ chị hơi giống. Giống hơn đó. Mẹ chị. Chị ăn hồi xưa chị Quyên giống. Ừ, bây giờ chị ăn giống hơn rồi. Chị Quyên gầy lại rồi. Tính ra thằng Hiếu nó giống ai trời? Bố à? Giống. Giống ba chị à? Mà không tại nó thôi chứ. Phong cách già nua. Nhìn chụp phim chú vẽ được. Chị nó không chỉ tốt thôi. Mà chán còn nhiều không? Ừ. Ôi sao tao nhớ cái chén rồi mà. Mày lấy bên này à? Hay là lấy đâu? Mình muốn mắt tay lên bị áo nét đi. Cái gì nó dính trên cái tay rồi làm sao? Chị ăn thở thay cho Hiếu. Hôm nay giờ nín thở. Sơn may quá không? Sơn lịch hậu qua là sơn nó sẽ quá. Sơn à? Sơn à? Nhớ sơn bất lực á, xài hoàng thiên sâm á. Tựa này già nuôi chỉ nhớ kém á. Kỳ mai nó có lên là kỳ lên thứ bảy chủ nhật đây kỳ thứ bảy tạm biệt mọi người.